uổng công chọn tên thật đẹp. Isaac, Song Luân là ai? Fan chỉ nhớ anh Sái, anh Sinh. Thì sau khi lên tập 1 phát sóng xong thì hầu như là ai cũng gọi là anh Sinh hết. Thì anh Sinh có nhắn cho Tú: tao làm nghề mười mấy năm người ta gọi tao là Song Luân, giờ nhờ mày tao về lại con số 0. Quý bà Smell, hói ca và dàn biệt danh thuần Việt khiến dân đu K-pop quên luôn tên idol. Bạch Lộc xứng danh chiến thần khui tên thật, từ tên mình lẫn bạn diễn không một ai thoát. Chứ mình chưa giàu bài mong nhé. Tên của ngôi sao cực kỳ quan trọng, sẽ đi cùng họ suốt sự nghiệp, thế nên có nhiều người đã phải bỏ rất nhiều tâm tư vào việc đặt tên, lấy nghệ danh ấy, thế mà sơ hở là cái tên đẹp đẽ ấy của họ bị lãng quên. Isaac là nghệ danh cực kêu và hợp với phong thái lãng tử, hoàn hảo của chàng nam thần làng nhạc Việt này. Nó đã theo anh suốt sự nghiệp bao năm, nhưng gần đây đã bị cái tên anh Sái át vía rồi, vì không chỉ fan mà ngay cả những anh trai đang chơi sâu cùng cũng gọi tới quen miệng tên Sái chứ có ai gọi Isaac đâu. Mà lý do cho cái tên gọi này là do tên thật của nam ca sĩ là Phan Lưu Tuấn Tài, mà Tài trong tiếng Hoa đọc là Sái nên fan gọi anh như vậy luôn. Còn tại sao lại dùng phiên âm tiếng Hoa thì cũng chẳng ai biết luôn, vì Isaac cũng chưa bao giờ nói mình gốc Hoa. Dù sao thì từ một cái tên không biết do đâu từ đâu mà chúng ta đã có một anh Sái trong Vbiz như vậy đấy. Kể từ khi tham gia show dành cho các anh trai thì bỗng dưng Song Luân gặp kiếp nạn quá trời quá đất, mà tất cả chỉ vì một câu nói của anh Tú Tút. Chuyện là bỗng dưng ông xã Diệu Nhi lại gọi đàn anh với cái tên anh Sinh trong một tập show, thế là từ đó khán giả cũng gọi theo như thế mặc kệ nghệ danh tuyệt đẹp của anh chàng. Anh Tú còn tiết lộ sau khi gọi như vậy trên truyền hình, anh đã lập tức nhận được tin nhắn than thở của Song Luân rằng bao năm xây dựng tên tuổi để rồi nhờ một câu nói của đàn em giờ cái tên ấy trở về số 0 luôn. Mà nguyên nhân của cái tên Sinh này cũng không có gì khó hiểu, đấy là tên thật của nam diễn viên thôi, tên đầy đủ của anh là Nguyễn Trường Sinh. Ở cộng đồng fan K-pop Việt Nam, khá nhiều idol chưa chắc nói tên thật người ta đã biết, nhưng họ lại có những biệt danh quá kêu và nổi tiếng khiến cho người ta nghe tới là biết ngay đang nói đến ai. Chẳng hạn như Daesung đã quá gây ấn tượng với cái tên Quý Bà Smell. Cô nàng Honey thì lại có một hội fan ti cực kỳ hùng hậu và mặn mòi tặng cho cái tên hói ca vì vầng trán rộng của mình. Trong khi đó Hyojeon lại có biệt danh cực kêu là DJ miền Tây, tên này ở Việt Nam át hết cả vía tên thật rồi nhé. Nhưng không sao, chính chủ cũng rất thích cái biệt danh này, còn thoải mái dùng luôn đấy. Chàng idol Gen 2 Trang Min của Đông Bang Shinki thì lại có một danh xưng rất là tri thức, đó là thầy Hưng Dạy Địa. Sau khi xuất hiện trong một mẩu tin giới thiệu giảng viên của một trung tâm luyện thi khiến fan cười mệt. Thị trường Cbiz có một chiến thần khui tên thật gọi tên Bạch Lộc. Nữ diễn viên này dùng nghệ danh để vào làng giải trí, nhưng cô cũng không ngại công khai tên thật của mình là Bạch Mộng Nghiên. Sau này nữa thậm chí còn tự bạch luôn là thật ra khi cô mới chào đời ông nội định đặt tên là Bạch Hồng Liên. Nhưng tên này có vẻ không ổn lắm nên bố cô đã phải lật từ điển cả đêm để chọn lại tên cho con gái. Tên thật của mình đã lộ rồi nên người đẹp này bắt đầu tổng tiến công sang khui tên người khác. Mà được cái Bạch Lộc cũng rất có duyên hợp tác cùng bạn diễn cũng dùng nghệ danh, thế là được dịp phát huy hết năng lực luôn. Ví dụ La Vân Hy thì cô nàng gọi là La Dực, Trương Lăng Hách thì cũng luôn bị đàn chị gọi là Trương Gia Vĩ khắp nơi. Bạch Lộc cũng gọi cậu em cùng công ty Vương Tinh Việt với tên thật là Vương Đào, thế là từ đó fan anh chàng học theo luôn. Gần nhất là Tăng Thuấn Hy, dù đã giao hẹn sẽ không khui tên thật sớm, nhưng anh chàng vẫn bị cô bạn diễn trêu gọi ra một âm hàng trong tên thật Tăng Uy Hàng. Sau đó Mỹ Nam này cũng không thèm gọi Bạch Lộc nữa, gọi Bạch Mộng Nghiên luôn cho huề. Bạch Mộng Nghiên, phải không? Bạch Mộng Nghiên.